Chào quý vị khán giả đang theo dõi Cửa sổ công nghệ trên FBNC. Hãy cùng Vĩnh Phúc cập nhật những thông tin công nghệ mới đặc sắc và hấp dẫn. Ngay bây giờ, hãy điểm qua một số nội dung đáng chú ý. 25 tháng 2, mới khôi phục xong cáp quang liên á, cáp AAG lại bị hỏng. Nguồn tin của Bloomberg, Apple có thể sẽ xuất xưởng Apple TV chuẩn 4K trong năm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sản phẩm công nghệ mới tuần này. Một đôi đồng hồ thông minh sành điệu LG Watch Time và LG Watch 4. Thưa quý vị, cuối cùng thì LG cũng chính thức ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh Watch Time và Watch 4 với những cải tiến đáng chú ý và cũng có kiểu mặt tròn thân thiện như những đồn thổi gần đây. Hai chiếc smartwatch đầu tiên chạy hệ điều hành đó là Android Wear 2.0 mới nhất vừa được Google tung ra thị trường vào đầu tháng 2. LG Watch Time và LG Watch 4 là thế hệ thứ hai của LG G Watch ra đời cách đây 3 năm cùng lúc với hệ điều hành Android Wear, hệ điều hành dành cho các thiết bị đeo của Google. Và hai chiếc đồng hồ mới này tận dụng các tính năng mới nhất của Android Wear 2.0, chẳng hạn như mặt đồng hồ mới, cải tiến công việc, cách thức mới để sử dụng các ứng dụng và thêm nhiều cách để giữ liên lạc với gia đình, bạn bè. Những thiết bị mới này cũng được tích hợp trợ lý Google Assistant. Trong hai máy thì LG Watch Star là máy rẻ hơn và nhỏ hơn. Trang bị màn hình P-OLED, mặt tròn 1,2 inch, độ phân giải 360x360 pixel, cảm biến ánh sáng môi trường, kết nối Bluetooth và Wi-Fi. Đây được coi là thiết bị dành cho người không có nhiều nhu cầu. Nó không hỗ trợ nhiều tính năng ngoài việc hiển thị thông báo hay tin nhắn. Máy sử dụng chipset Snapdragon Wear 2100, RAM 512MB và bộ nhớ 4GB. Giá khởi điểm là $249 cho màu Titan và bạc, $279 cho màu vàng hồng. Mẫu còn lại cao cấp hơn là LG Watch Sport, sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn hơn. Sản phẩm dùng màn hình P-LED 1,38 inch, độ phân giải 480x480 pixel, chipset Snapdragon Wear 2100, RAM 768MB, pin 430mAh. Thiết bị có đủ các loại cảm biến và kết nối, bao gồm Bluetooth, Wi-Fi, LTE, định vị GPS, kết nối NFC, giúp thanh toán trực tuyến, máy đo nhịp tim, phong vụ biểu và cảm biến ánh sáng môi trường. Nó cũng chống nước chuẩn IP68. Smartwatch này có mặt tròn, khung kim loại kèm theo dây cao su phù hợp với hoạt động luyện tập thể thao. Tuy nhiên, độ dày lên đến 14mm khiến cho LG Watch Sport trông khá hầm hố và thu hút được sự chú ý. Theo Engadget thì đây là một trong những chiếc smartwatch dày nhất hiện nay. Watch Sport có giá khởi điểm $349 cho màu Titan và xanh đậm. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ có 25 tháng 2 mới khôi phục xong cáp quang liên á, cáp AAG lại bị hỏng. Nguồn tin của Bloomberg, Apple có thể sẽ xuất xưởng Apple TV chuẩn 4K trong năm nay.